Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Sốc Ác chính thức của Sĩ Kẹo. Sốc sĩ kẹo.vn. Uy tín, chất lượng, nhanh chóng. Thử vận may Free Fire 15k, 50k, 100k, 150k với cơ hội trúng ác siêu VIP, lật hình trúng thưởng, quay kim cương với tỷ lệ nổ hũ cực lớn. What's up, chào anh em. Yeah, rất vui khi ngày hôm nay thì Kẹo lại được gặp mọi người trên kênh của Sĩ Kẹo nha. Yo, trước khi bắt đầu nội dung ngày hôm nay thì mọi người hãy nhớ nhấn nút like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhá. Vâng, chúng ta có một trận đấu trên đảo sa mạc. Ui, phải cả đài. Đi đùa bố mày đấy à? Đậu xanh. Ba chơi gì căng ấy. Từ từ anh em ơi. Nào, ở đâu ra đây cái? Hôm nay thì thông báo với mọi người một tin khá là vui. Đó là tháng mới này thì Kẹo đã có code Free Fire để dành tặng cho tất cả anh em fan rồi nhá. Nên là trong video này thì mọi người nhớ lưu ý nha, đừng bỏ sót bất cứ một phút giây nào cả, vì hôm nay là Kẹo có phát code trong video đó nha. Ui, ui, đầu xanh đầu đỏ. À, ơ, giỡn à? Đủ má thể. Hài, không tả được. Ui ui, úi dồi ôi, cái gì đấy? Vỡ mẹ đầu luôn, thằng áo cam. Nói đùa mọi người chứ, mấy thằng này cứ kiểu đòi xông ra để ăn tôi cơ. Nhưng mà ăn kẹo làm sao được? Ăn kẹo thì không có dễ đâu nha. Ui ôi, chán mấy thanh niên quá cơ. Hôm nay thứ mấy anh em nhỉ? Ui, với tôi thì tôi chẳng bao giờ là để ý thứ mấy cả. Hình như là hôm nay thứ năm à? À, là nhằng gái thì lại đến cuối tuần thôi, nhanh quá nhở. Nhưng mà thông tin là mọi người được nghỉ hè hết rồi đúng không nào? Của mỗi kẹo thì làm gì có được nghỉ hè đâu. Ngày nào chẳng là ngày làm đúng không? Yo, ở cái khu lọc dầu này là một cái khu phải nói là khá là căng thẳng mọi người nhá. Đầu trận là hơi bị kinh đấy, nhưng mà mình hạ gục hết cái bọn rơm rơm này rồi, lo gì nữa nhở. Ây, đơn giản luôn. Ây, vẫn đang kẹo đây anh em ơi. Hôm nay thì như đã nói, chúng ta chuẩn bị đến với phần là tặng Guts Code cho những anh em xem sớm nhá. Mọi người vào cho mình cái mục thông báo này, nhập Guts Code này, và hôm nay sẽ có hộp súng Ska Thủy Thần. Đó, anh em sẽ nhập theo cái cú pháp thế này nha. L4B này, L057B, Q3. Ok ok. Yes. Rất đơn giản, hộp súng thủy thần. Một hộp súng dành cho anh em nhanh tay. À, cái code này thì sẽ nhập được 100 lần nha. Vì thế nên là ấy, bạn nào mà vừa vô xem video thì nhanh tay vào trong game nhập luôn nhé, không là hết slot đó. Tiếp theo đây thì chắc chắn là vẫn là những cái câu hỏi mà anh em hỏi mình rất là nhiều. Anh ơi, anh ra nhiều video lên mình cũng muốn lắm chứ anh em, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy trên kênh view nó ít nên là cũng hơi chán, không có động lực làm ấy. Thì mấy anh em fan Sĩ Kẹo ấy, mọi người thấy video của mình hay, cho mình xin một lượt like này, rồi là mọi người chia sẻ video đến Facebook nha. Cũng như là anh em bạn nào quý thì đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận thông báo khi mà Kẹo đăng video mới nhất nhá. Đấy, thế thôi. Vấn đề là công việc là mình cũng có một cái công việc riêng. Làm YouTube bây giờ thì nó chỉ là một cái công việc phụ của mình thôi á, nên là cũng không có nhiều thời gian. Nhưng mà cơ bản thì quý mọi người, mình chơi Free Fire cũng đã khá là lâu rồi. Chơi game Free Fire hình như là được 2 năm 6 tháng rồi cơ. Rất là lâu rồi. Anh em nào đây là tự tin chơi game Free Fire lâu hơn tôi thì giơ tay nào. Đó, mình chơi game Free Fire từ cái lúc nó ra mắt phiên bản là OBT2 cơ. Ngày xưa ấy, ngày xưa game Free Fire là nó đọc là OBT, nhưng bây giờ là phiên bản OB nhá, và đã đến OB23 rồi. Nhanh quá cơ. Ai, thế là trận này mình mới có 3 kill thôi á. Ơ thì anh em cứ theo mình nào, tranh thủ cho nó rực rỡ nhá. Đây, tranh thủ kiếm thêm kill nhá. Khả năng là tầm này chắc là đi bộ thôi, bởi vì là đi xe nó mạo hiểm vãi cả trưởng, đéo ai dám đi anh em. Thôi tôi xin. Nào, tầm này thì chỉ còn lại có 15 người chơi thôi. Các bạn là mấy bố giết nhau kinh quá, bây giờ đến lượt con xuống ấy, mấy bố lại đi đâu cả rồi đúng không? Lâu lâu là Kẹo mới chơi game cho anh em xem nha, nên là anh em có xem thì hả, comment đi. Comment đi thì Kẹo sẽ cố gắng giải đáp những cái comment của các bạn ở trong những cái video tiếp theo nha. Yeah, ok. Vắng thế nhở? Thế qua cái khu này cảm giác vắng dã man, nhưng mà đéo biết được đâu anh em ạ, tí là đâu ra mấy thằng dở hơi nó đến nó quay tôi thì vỡ mẹ mồm. Mình có chuẩn bị là 5 chén bông keo rồi nhá. À đây rồi,
thấy rồi nhá, UAV làm mấy quả chấm đỏ thế này thì nào, chuẩn bị solo nào các dân chơi. Úi, đây rồi, một dân chơi nhá. Úi. Úi, dựng bóng keo kinh nè. Thôi. Anh ơi. Anh làm đéo mày, anh dựng bóng keo kinh nè, em sợ. Đi cợt mẹ, nó trốn với mẹ ở trong này. Không hiểu kiểu gì. Ăn liệu không? Còn chó này, ôi, đam nó bị nảy lại. Và anh ngày trước là đáp được trên bóng keo cơ. Mày ra đây hộ cái. Nhanh nào. Ui, mẹ ơi, nó chạy kìa, ui, trên trò có người á. Vai. Mấy anh ơi, đéo ai chơi thế. Đi có mẹ sợ mày đài. Đây, quần màu đã. Này nhá. Các anh từ từ thôi. Đúng rồi, em sợ. Mấy thằng nó cứ kiểu, nó nhìn tôi, nó ăn tôi như kiểu ăn thịt đường tăng vậy. Đéo hiểu kiểu gì luôn. Ui ôi. Anh ơi, đừng câu liệu số, em sợ. Đã bảo đừng câu liệu rồi mà. Mày nhờn bố mày à? À, thằng này nhờn, thích nhờn cơ. Ui, áo cam. Này. Ui, cậu bạn lép. Thằng giở, ngươi này. Ok, 4 kill nhá. Quần máu. Kìa, cậu nhìn thấy cái thằng áo cam ở trong ấy không? Mày ra đây. Không, mày tưởng mày câu liệu, mày câu được tao á. À, thế à. Thế làm sao mà, từ lớp 1, lớp 5 tao còn chưa sợ. Sợ gì cái thằng áo cam như mày. Sao đấy? Đúng rồi, nó ra rồi. Xuống đây. Con mẹ mày này. Con mẹ mày lôi thôi. Ui, mày bị tí chết. Tí chết đây anh em ạ. Sợ ai còn 16 máu. Mấy chú này anh sợ quá. Tôi thấy đéo hiểu kiểu gì, tí chết. Ui. Vâng, hiện tại thì mình có combo súng khá là ngon rồi. Làm cây SK này, làm cây MP40 này. Xịn chưa? Anh em đã bảo với tôi không xịn đấy. Quần máu kìa. Tất nhiên là cũng phải tranh thủ sửa cái giáp cái anh em ơi. Giáp nát hết mẹ ơi. Ơi nhưng mà đây ok, tranh thủ lượm thêm đồ đã. Má, nhiều lựu đạn ghê ha. Xịn luôn. Thì anh em cũng lưu ý cho mình nhá. Đây, sửa cái giáp phát. Lượm nhiều lựu đạn một xíu cũng tốt. Tí anh em mà thao hồ câu lựu ở dưới có người à? Mày nhởn bố mày à? À, làm sao? Ui, chứ cậu vỡ mẹ đâu. Ui, nhìn thằng bé tôi thấy thương vãi. Bạn ơi. Làm sao bạn né mình ra nha. Ôi, mình xin lỗi. Cơ bản là bạn không giết mình thì thì mình cũng giết bạn mà. Đấy, nên là nó phải kiểu gặp thằng nào là vả luôn. Đéo cho chúng nó cơ hội sống sót làm gì cả. Đúng không? Anh em nếu thấy đúng đi. Giơ tay ấy. Đấy, nếu thấy đúng là phải giơ tay. Rồi nhá. Ở trên cái map sa mạc này nhiều khi tôi nhìn thấy kiểu mẹ lúc nào màu nó cứ vàng anh em ạ, nhìn trông kiểu khó nhìn đấy. Nào. Thế là những người anh em đang ở đâu rồi? Ô. Thế bây giờ tôi muốn kiếm những người anh em, tôi qua đâu nhỉ? Ở chỗ này không biết là có thằng dở hơi nào không anh em ạ. Nào. Có ai không? Ôi, em đang cô đơn lắm. Ở đây có ai không? Hả? Ở đây có ai không vậy? Em cô đơn. Đủ mà nói chuyện thế lại nghĩ đến mình ế với đá anh em ạ. Đéo có bạn gái, trong khi anh em fan cứ bảo là anh ơi, sắp đến Trung thu rồi. Anh ơi. Anh em mới bảo là sắp đến Trung thu rồi. Anh ơi, anh lo kiếm người yêu đi. Anh cũng muốn kiếm người yêu lắm chứ. Nhưng mà vừa xấu trai, vừa đéo có tiền, thế thì kiểu đào đéo đâu ra người yêu. Tôi cũng muốn lắm chứ anh em. Thôi thì chắc là chúc mừng cho những anh em có người yêu, chuẩn bị là có gấu dẫn đi chơi Trung thu rồi. Còn anh thì thôi, cuộc đời này tôi nguyện hiến dâng bản thân mình cho những người anh em ở đây. Đấy, cuộc đời sống vì anh em, chỉ có ăn, ngủ và làm video cho anh em xem thôi. Thế thôi. Chứ tôi cũng chẳng mong gì hơn. Nào, các dân chơi đâu rồi? Có 3 đứa. Ui, để hiểu kiểu gì. À, các bạn nói chân trong nhà. Vãi. Kinh đê. Bắn mình tí chết anh em ạ. Sợ thật. Bây giờ là gặp đúng tay chơi rồi đấy. Mày tay chơi với tao à? Chạy lẹ luôn. May là mình có nhặt được cái súng dây móc này. Ô, thế lại hay nhở. Thôi chết mẹ mày rồi. Anh em đến nói chưa, đứa chạy vào nhà. Ra đây. Đéo ai chơi trốn đấy bạn ơi. Mẹ bạn vừa bắn tôi sao? Đúng rồi, ra đây. Đúng rồi này. Mày ra đây hộ bố mấy cái. Thích các bạn. Mình lên trong nhà bên này cơ. Ra đây. Nó đéo dám ra luôn anh em, sợ rồi, sợ chắc luôn.
Ôi em ơi là em ơi, ăn no liệu em ơi. Không biết mình đáp chúng không ta? Ui, đéo hiểu, kiểu chơi game chán với đái mình đáp có mẹ liệu rơi xuống đất phí phạm vai lìn ra luôn ấy. Nào, các dân chơi, còn hai đứa nhá. Một đứa bên tay trái thì anh em, đây, phía trước mặt ấy thì anh em biết rồi. Thế nhưng mà vẫn đang còn một đứa nữa thì mình vẫn chưa biết nó ở đâu. À, hình như là ngay chỗ ông kèo luôn, trước mặt luôn. Ơ, nhờn, đi con. Mày ra đây hộ bố mình cái. Ui, à, vẫn thông minh chán. Hai trái liệu này, chạy đi cưng. Chạy thế đéo nào. Ui, vỗ tay. Được rồi, thằng cuối anh em ạ. À, thấy rồi. Đéo phải thể hiện cái thằng. Ui ôi, dựng ông keo á. Ui, sợ đấy. Đâu rồi. À, sau cái thùng gỗ. Rồi ra đây. Hơi lo một tí anh em ạ. Tầm này hơi run tay nhé. Nhờn. Ui, nhảy kinh ấy. Yeah, booyah. Hôm nay thì kẹo sẽ kết thúc video này tại đây và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nhé. Giờ thì bye bye. Chúc các bạn buổi trưa vui vẻ nha. Yo.